Vâng, xin chào quý chú bác anh chị đến kênh Chợ Nhật Bãi. Nhớ đăng ký kênh. Hôm nay em lên clip số 97 về đồ nghề. Thì anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh đối với các anh chị mình mới theo dõi kênh ha, để mình có thể cập nhật những clip mới nhất bên em. Chốt hàng thì anh chị mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em, hoặc ngày hôm sau thì mình nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Em có cập nhật những mã còn như phần bình luận, anh chị mình xem còn mã nào thì mình ưng ý thì mình chốt ha. Còn về hàng hóa thì anh chị mình xem kỹ trên clip giùm em. Em có review sản phẩm hình ảnh rất kỹ trên clip, và mình coi kỹ thông số, kích thước chiều dài này kia, tại vì nhiều khi để gần thì nó sẽ to và để xa nó sẽ nhỏ hơn. Thì anh chị mình xem kỹ kích thước, em có đo kỹ từng đo chiều dài từng món ăn bằng kích thước, anh chị mình xem kích thước giùm em. Rồi anh chị mình nhìn sản phẩm mang, rồi anh chị mình thấy hàng nào mà ưng ý của mình ha, ưng ý hợp lý thì anh chị mình có thể mua, mình chốt, và anh chị mình xem kỹ hàng trước khi chốt giùm em. Rồi em đi vào chi tiết clip số 97, anh chị mình chốt hàng ghi giùm em là 97-5-10 cũng được ha. Đầu tiên em lên mã số 1. Mã số 1 là một combo gồm có 10 cây 97-1 cho anh chị, là 10 cây nhíp. Thì có 5 cây đầu bằng và 5 cây đầu âm dương ha, 5 cây đầu bằng và 5 cây đầu âm dương. Anh chị mình thấy ha, chiều dài cái vít cây nhíp này tầm khoảng là 13 xăng này, tầm khoảng 13 xăng ha. Đó, 13 xăng nhíp là nhíp không rỉ. Đầu âm dương gồm 5 cây và đầu bằng gồm có 5 cây. Đây là phần đầu âm dương nha chị, đầu âm dương nó sẽ là đính như vậy. Những cái chi tiết này rất là chính xác. Gần Tết rồi anh chị mình có dùng để mình gấp sâu gấp lá thì mình gấp ha. Đây là cây đầu bằng nha chị ha. Anh chị mình thấy này, nó có một cái chi tiết lỗ ở trên đây mà anh chị mình thấy nó rất là chính xác, chuẩn xác. Đây ha. Còn đây là cái phần đầu. Đó, ok ha. Anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Hàng chưa xài, mã số 1 giá 90.000. Về anh chị mình gấp lá gấp sâu gì thì mình lắp gấp. Số 1 90. Số 2. Em lên combo gồm có 15 mũi khoan ha. Số 2 150. Thì có một số mũi khoan nó rớt bên ngoài như thế này, anh chị mình có thể xem kỹ giùm em ha. Thì đầu tiên là có một cái mũi 3.4 ly thép lại SS thép gió này. Đây, chữ Nhật đầy đủ anh chị. Đó, đầu là 3.4 ly ha. Chiều dài cái này là khoảng hơn 9 xăng. Rồi kèm theo là hai cái này thì gần tầm 2-3 size đó anh chị ha. Thì em nó mờ mờ em không đọc kỹ được, 2 2 4 6 8 10 12 14, có một cây hồi nãy là 15 cây. Thì những cái đầu anh chị mình xem kỹ giùm em nha, em view rất là kỹ nè, xem kỹ giùm em rồi mình chốt ha. Nhiều khi nó có cái cạnh nó cấn này, do hàng để bãi này kia thôi, nó có một số cây thì anh chị mình xem giùm em. Còn lại làm cái này nó dính dầu nhớt rất là dơ ha. Rồi, trên này thì em không có thấy số là bao nhiêu để em đo cho mấy anh chị ha. Để em đo cho anh chị, nó tin này đều có chữ nè, HSS thép gió nè. Đầu này em cũng không nhìn ra được là đầu mấy ly. Em thấy nó có một size lớn với một size nhỏ, tầm khoảng 3 size thì em đo size lớn với size nhỏ cho anh chị mình xem. Có số có chữ anh chị ha, nhưng mà đọc cũng mở đọc không ra. Cái này tầm khoảng là gần 4 ly anh chị ha, 4 ly. Còn cây nhỏ nó tầm khoảng là 3 ly rưỡi ha, khoảng 3 ly rưỡi. Rồi anh chị nào mình cần tầm khoảng 3 ly rưỡi đến 4 ly ạ. 3 ly rưỡi tới 4 ly thì anh chị mình mua bộ này. Mã số 2 giá là 150. Combo này gồm có 15 mũi ha. Số 3. Số 3 là một cây cắt kính. Số 3 là một cây cắt kính. Đây, cây này hàng chưa sử dụng nên chị mình thấy là cái phần chỗ này là nguyên bằng đồng ha, nguyên cái phần này bằng đồng nè. Quá lần tịt ha. Và cái phần này là cái phần mũi cắt nó vẫn còn nguyên lớp nhựa đọc bên ngoài, chưa có mở, chưa có xài anh chị ha, còn nguyên cái lớp nhựa bọc. Về thì anh chị mình gỡ cái lớp nhựa ra mình xài thôi. Cái cắt kính là cái phần này nó sẽ quay ha.
nó sẽ quay một phần tầm khoảng 1/2 vòng tròn. Trên này là phần cán nhựa anh chị. Đây em view kỹ cái phần lưỡi cho anh chị mình xem, nó còn vỏ bọc nó chưa có xài. Đó, đây ha. Chiều dài cái cách kính này là tầm khoảng 18.5 cm, mã số 3, giá 180. Thì phần vỏ chỗ này là nó có chữ nha chị ha. Chữ này hình như chữ Nhật nè. Mà do bên em vệ sinh dung môi nó bị, anh chị mình thấy ha, có chữ Nhật nè, dung môi nên nó bị bay cái phần mực đi rồi. Rồi mã số 3, 180. Số 4 là một cây mỏ led. Cây này của hãng Top, dòng sản phẩm là HI42, nên là khi anh chị mình mở cái ngàm nó sẽ rộng ra là 4.2 cm. Hãng Top ha. Trên này anh chị mình thấy nè, nó có chóc xi nhẹ phần này, dưới này nữa ha, nó có chóc xi thế này. Anh chị mình vẫn xài bình thường, ngàm này có xài lướt rồi. Mã số 4, giá là 320. Mở là từ 12 đến 46 ly ha. Anh chị mình nhìn thấy nè. Đó, nó có xài rồi nên anh chị mình, nhưng mà anh chị thấy cái phần bên trong đẹp không? Cái bên ngoài nó cấn chút xíu chỗ này thôi. Còn phần trong nó bị ố, bị nhăn một chút. Rồi xem kỹ hàng được thì mình lấy anh chị ha. Đó, hàng bãi không thể nào đảm bảo 100% như là hàng ở trong bọc mới ra được. Nên anh chị mình thấy hợp lý thì anh chị mình có thể mua. Chiều dài cây này tầm khoảng là 30 cm, 12 inch. Rồi, một cây của hãng Tốt, một cây mỏ lết. Mở là ngàm to nhất là 42 ly ha. Mã số 4, giá 320. Chương thương với lại 30 cm. Mã số 5. Số 5 là một đầu điếu. Số 5 là một đầu đầu khẩu ha. Đầu này thì thích hợp cho anh chị mình sửa xe. Đầu này dài dễ xài ha. Cây này là dòng của KTC, dòng này là 19 ly nè. 19 ly. Da dẻ láng mịn và đầu này anh chị mình xài dùm em là cái đầu khẩu cần vặn đầu 1/4, đầu 3/8 ha. Cần vặn đầu 3/8 dùm em. Đầu khẩu 19 ly dài của hãng KTC. Chiều dài cây này là 7 cm, mã số 5, 120. Số 6. Em lên một cây kìm mở phe trong phe ngoài 250. Cây này là của hãng Super anh chị ha. Anh chị mình thấy này, của hãng Super, mở phe trong phe ngoài, có cái lò xo cũng trợ lực ha, có lò xo trợ lực. Thì anh chị về anh chị mình bỏ cái dầu nhớt cho những cái khớp này cho nó chạy. Thì mình bỏ vô bây giờ nó ra cái nước ố vàng vàng á. Đó. Hoặc là anh chị mình bỏ mỡ bò vô nó sẽ không có bị chảy cái nước nữa ha. Nhưng mà hoạt động đầu còn đẹp nè. Đầu còn đẹp nên chị. Một cây kìm mở phe trong phe ngoài của hãng Super. Chiều dài phần đầu này tầm khoảng 1 ly anh chị ha, tầm khoảng 1 ly. Chiều dài cái này tầm khoảng là 24 cm. Mã số 6, giá là 250. Số 7. Em lên một bộ. Số 7 là một bộ đục cơ khí. Bộ này thì có tem chữ Nhật nha chị. Anh chị thấy tem chữ Nhật này. Đó, có tem chữ Nhật ha. Rồi. Đây. Trên này gồm có 4 cây anh chị ha. Một cây, hai cây đục. Hai cây đục hình tròn, một cây đục nhọn và một cây đục bê tông như thế này. Thì cái này nó có vỏ phần ngoài có chữ thôi, chứ còn bên trong là thân cây đục mà không có chữ. Hàng mới chưa xài nha chị ha. Có cây này như có xài lướt nè. Đó. Anh chị thấy ba cây còn lại chưa xài, có xài lướt cây đục tròn này rồi. Cây này giống như cây lấy dấu ha. Rồi bốn cây này. Chiều dài là 14.5 cm hơn. Rồi cây này chắc tầm khoảng 5 ly anh chị ha. Cây lớn này là 5 ly. 6 ly này. Bự hơn 6 ly luôn. Nó tầm khoảng 6 ly rưỡi, hơn 6 ly rưỡi. Còn cây nhỏ. Cây nhỏ là 5 ly anh chị. Cây đầu đục bê tông, cây đầu đục bê tông là tầm khoảng 13 ly ha, 13 ly. Rồi, mã số 7, giá là 230. Có một cây xài lướt, còn lại 3 cây chưa xài, một bộ đục cơ khí. Có chữ Nhật nha anh chị, có chữ Nhật nha. Cái vỏ nó bị rách bên dưới hai phần ngoài rồi. Có tem chữ Nhật đàng hoàng nha chị ha. Đó. Rồi mã số 7, 230. Số 8. Em lên một cây mỏ lết. Cây này dòng thép đen của hãng Sinet của Nhật. Sinet hàng của Nhật nha. Cây này size là 25 cm. Anh chị mình thấy trên này nó hơi ố ố nhăm nhăm. Ố ố chút xíu vàng. Anh chị mình có thể đánh bóng vệ sinh thêm. Đó, nó ố, anh chị thấy cái vết chấm này ha. Rồi, ngàm này có xài lướt, anh chị mình thấy nó hơi tè. 25 xăng ha. Khít lại cho anh chị mình xem này. Đó.
nó có tèo một chút xíu bên kia ha, bên này này rồi, và vết phay xước anh chị mình thấy vẫn còn ha. Cây này là size 25 xăng, anh chị nào mà cần cây mỏ lết thép đen size 25 thì mua cây này của hãng Sainet của Nhật, mã số 8, giá là 250 ha. Đây phần đầu anh chị thấy có vết cắn tèo chút xíu thế này ha, số 8 250. Số 9 đem lên một cây đầu cho anh chị mình cần đầu vặn, đầu 3 phần 8 ha, mã số 9 giá là 200. Cây này cho anh chị mình gắn vô những cái cây cần vặn chỉnh lực, cái cây cần xích lực ha, cây cần xích lực thì á, cái này nó có một cái đầu thôi của hãng Asahi của Nhật, ký hiệu là SASH ha, Asahi của Nhật đó, Japan ha. Đầu 3/8 còn rất là đẹp nha chị. Chị thấy đầu 3/8 còn đẹp nè. Đó. Asahi ha. Đầu 3/8 lò xo. Bánh răng rất là thanh ha. Phần bên trong này anh chị mình gắn cho em cứ cần xích lực tầm khoảng là 1/2. 1/2 giùm em ha. Cần xích lực 1/2. Còn chiếc đầu này dài tầm khoảng là 7 xăng. Đầu khẩu là đầu một, đầu là đầu 3/8 giùm em. Mã số 9 giá là 200. Rồi gắn cho cái cần xích lực khác và mình xài anh chị. Mã số 9, 200. Số 10. Số 10 em lên một chiếc nối ha. Số 10 là một chiếc đầu nối của KTC Nevro. Đầu nối, đầu chuyển á. Đầu chuyển từ 1 phần từ 3/8 ra 3/8 nha chị. Đầu chuyển từ 3/8 ra 3/8 rất là láng đẹp này. Đó. Và cái này là dòng của KTC Nevro nha chị ha, Nevro đây, Miro. Nevro ha, của Miro của KTC này, chào ban KTC đây. Đầu 3/8 nha chị, đầu 3/8. Rất là láng, dòng này thì nó tương đương với dòng là Snap-on của Mỹ. Rồi. Mã số 10 200. 11. Em lên một cây 11 180 một cây thước ha. Cây thước này là hàng của 5m5 nhân cho cái bản rộng của nó là 1.9 xăng. Cái bản rộng của cái mặt thước là 1.9 xăng và thước này dài là 5,5 m của hãng Comelon của Nhật ha, có tiêu chuẩn JIS nội địa Nhật này, CIS nội địa Nhật này. Đó. Bên ngoài nó và có theo cái công nghệ Mỹ anh chị. Rồi, bên ngoài chỗ này là nhựa cứng, bên này thì nó có bọc cao su gọi là nhựa dẻo để cho mà nó khi anh chị mình có làm rớt này kia thì nó cũng có chống sốc, nó không có bị bể ha, không có bị bể cái nhựa cứng. Rất là dày dặn nha chị ha, rất là dày, mã số 11 108. Và bên trong này khi anh chị mình kéo ra cái phần mực này, nó phần mực mờ này, giống như cái thước này anh chị mình xài cái thước nó màu mờ như thế này nhìn nó rõ hơn. Còn anh chị mình xài cái thước bóng. Thước bóng như thế này ha, mỗi lần mà nó ché ché nhìn nó khó. Đó. Rồi. Đẹp nha chị ha. Cái chất nó bằng ni lông coat này, nó giống như gọi là áo mưa dù bên mình vậy đó, áo mưa dù vậy đó. Thì anh chị mình thấy nó có một cái độ dẻo ha, nó có độ dẻo rất là xịn. Anh chị mình kéo ra đứng cái đó rồi, khi mà anh chị mình đọc xong thông số thì mình bấm cái nút này để mình thu lại ha. Rồi. Cái này còn tình trạng còn đẹp nha chị, số như là còn đẹp nha. Bề mặt đẹp, số đẹp hết. Rồi, chỗ này anh chị mình thấy nè. Comelon ha, tiêu chuẩn JIS nội địa Nhật. Đó, mẹ 5,5 m. Đầu rất là đẹp nha chị, đầu còn sáng đẹp nè, rất là mới. Mới nguyên nè. Cốc chỗ này thì không biết sao để bãi nó bị cấn chảy mỡ cái mẹ miếng này ha. Rồi. Chiều dài chỗ này tầm khoảng 8 xăng rưỡi, chiều cao chỗ này tầm khoảng là 7 xăng. Mã số 11 108. Anh chị mình xem hàng kỹ rồi anh chị mình thấy phù hợp không? Thấy hợp lý thì mình mua ha. Đó, tránh mình mua về rồi mình lại này kia. 11 108. 12 em lên một cây đục, một cây lấy dấu ha, một cây lấy dấu của BB Swissmax Thụy Sĩ. Cây này thì nó dài tầm khoảng là 10 xăng nha chị em, 10 xăng nhỏ như thế này thôi, xem kỹ giùm em. Đây, chrome super chrome vanadium ha của BB Swissmax. Đó. Đầu đẹp nha chị, đầu lấy dấu đẹp nè, đầu lấy dấu. Và cây này á, phần thân của nó dày tầm khoảng là 8 ly nha chị em. Cái này tầm khoảng là 8 ly. 8 ly nha chị. Mã số 12 giá là 100, một cây lấy dấu của BB Swissmax, cây này dài 10 xăng. Cái độ dày của phần thân là 8 ly. Mã số 12 100.
13. 13 em lên một cây khò ga. 13 cây này của hãng Shin Fuji Bunner. Cái này thì anh chị mình gắn cái phần cái đó, anh chị mình thấy à, mình gắn cái ga vô đây rồi mình xếp cái này lên là được ha. Gắn cái bình ga mini lên rồi mình xếp vô. Cây này còn mới đẹp nha chị. Đó, giá mới tầm khoảng 700.000. Cây này thì tình trạng còn đẹp không có gì hết. Nhìn cái ống ở trên này thấy à, inox nó không có bị đen cái bám phủ lên là anh chị mình thấy nó còn mới này. Cây này vẫn như chưa xài nè ha. Rồi. Rồi, cây này chưa xài luôn á. Đánh lửa ok anh chị ha. Cái phần đánh lửa nó nè. Đó. Rồi. Chỗ này chỉnh lửa on off. Đánh lửa on off mở. Chiều dài cây này tầm khoảng là 15 xăng. Anh chị mình tìm ăn Shin Fuji Bunner, mã số 13 308. 14. 14 là một cây kìm chuyên cắt của hãng KTC. Cây kìm này dài tầm khoảng là 15.5 xăng, gần 16 xăng anh chị. Cây này cán còn đẹp. Đó, cây này thì dòng này chỉ thua dòng Napro thôi. Nó cao hơn, cấp hơn là dòng bình thường KTC ha, chà ban. Lưỡi cắt này gồm có một cái lưỡi tút dây điện, nhìn cái vết phay xước vẫn còn nên chị anh nhìn thấy nó sáng nè, và nó khít này ha. Đó, khít đẹp. Rồi, đẹp lên chị. Cái lỗ tút dây điện. Đó, cắt rất là nhanh chị ha. Rồi. Mã số chuyên cắt, anh chị mình cắt kẽm bonsai cũng được. Cây này rất là xịn, xài bền, chất thép đen. Mã số 14 207. 15 207 luôn. 15 là một cây kìm điện. Cây này là của hãng Kellington của Mỹ ha. Kellington của Mỹ có logo anh công nhân leo cột điện này. Rồi cây này thì anh chị mình thấy nó chỉ có hở sáng chút xíu bên dưới thôi. Đó, mặt trên anh chị mình cắt cho điện ok. Chiều dài cây này là 20 xăng. Đây, răng bên trong anh chị ha. Đây là phần răng bên trong, mình xem kỹ giùm em. Răng này có xài lướt rồi, nhưng mà còn rất là đều. Còn cái độ mà nhám để anh chị mình bấu nó chặt vô. Đây là phần dưới. Rồi, phần cán á, thì ở dưới nó còn liền lạc. Có phần này á, nó có hơi bị nhai. Thì anh chị mình quấn băng keo điện đen giùm em. Băng keo điện quấn vô giùm em ha, để xài cho nó bền hơn. Phần trên này anh chị mình thấy nó còn sáng ha. Đây, vết xuất xưởng phay xước dọc vẫn còn ha, còn mới, da dẻ láng mịn, không có bị rỗ. Chiều dài cái này 20 xăng. Mã số 15 207. Một cây kìm điện của Kellington của Mỹ này ha. Thì anh chị mình bỏ thêm miếng dầu vô giữa giùm em. Còn cái phần này cắt, lưỡi cắt nhanh gọn này. Đó. Mã số 15 207. 16. 16 là một cây kìm nhọn của Mỹ. Rồi. Cây kìm đầu bằng như thế này nha anh chị. Cây kìm đầu bằng như thế này, phần cán màu xanh. Cây này thường thường sẽ là của hãng Roto ha, tại vì nó sẽ có chữ mực laser ở trên này nè, cái phần thân bên trong nè. Còn cây này thấy nó bị mờ á, anh chị mình thấy cái phần cái con ốc ở giữa nó có hình ngôi sao nè, nó có hình cái hoa thị á. Rồi ngàm bên trong cây này nha chị, ngàm bên trong chị thấy nó dính keo ha. Bên em làm nó bị chỗ này, cây này nó dính keo thôi. Còn những cái răng chị mình thấy này, đó, cái răng đây ha, cái này dính keo thôi, cái mặt này dính keo nha. Đó, dính keo nha anh chị ha. Anh chị mình xem. Chứ còn về thì lấy dung môi hay lấy xăng gì đấy, anh chị mình đổ lướt qua cái là nó sẽ bay những cái vết mà keo đi thôi. Răng đẹp nha anh chị. Cái này thì không có bị rỉ sâu ha. Anh chị mình nhìn thấy cái bề mặt của nó này. Đây ha. Chiều dài cái kìm Mỹ là tầm khoảng là 20 xăng, mã số 16, giá là 200. 17, em lên một cây búa. 17, thường thường những cây búa này á là hàng của Đức. Cái dấu chút nem tròn nè. Cái này có số 12 MOK thăng, đầu là đầu 3/4. Nhưng mà cây này á, anh chị mình thấy là rất là đặc biệt. Mà cây này em tìm thông tin nó không ra nên là bán 200 thôi. Đầu còn đẹp nên chị, đầu láng o đẹp nè. Nên anh chị nào mà mình mua sưu tầm hoặc là anh chị mình biết cây búa này như thế nào, anh chị mình có nhu cầu thì mình mua. Chiều dài cây này là 30 xăng. Chiều dài đầu búa là khoảng hơn 9 xăng, đường kính đầu búa là 3 xăng ha. Đầu đẹp nên chị. Đây, cây này còn rất là mới. Nặng là 460 g. Tầm 460-470 g ha. Đầu nó không có bị rỉ rỗ gì hết nha anh chị. Nhìn cái đầu nó là da dẻ là còn láng mịn nguyên ha.
Rồi, dưới này có số 12. Trên này có số 12. Chốt nem chắc chắn, cái này không có phải sửa gì hết ha. Mã số 17 200. 18. 18 là một cây búa đinh của hãng Bakuma. Cái này hàng của Nhật ha. Made in Japan. Và có hệ logo hình con gấu. Gấu ha. Cán còn đẹp liền lạc, cây này anh chị mình mua sưu tầm cũng được nha anh chị. Cán còn rất là đẹp ha. Đó. Đây. Thẳng thớm ha. Rồi, đây là phần anh chị mình nhổ đinh, đẹp anh chị. Còn đây là phần anh chị mình đóng nè. Đó. Nó chỉ có bị sượt bên ngoài chút xíu này thôi, còn lại xài vẫn chắc chắn ok ha. Rồi, cây búa đinh này nặng là 640 khoảng 640 g hơn á, tầm khoảng 650 g á. Chiều dài cây búa tầm khoảng 35 cm, cán búa 35 cm, đường kính đầu đóng là tầm khoảng 3.3 cm. Mã số 18, cây búa này mã số 18 250, một cây búa đinh của hãng Bakuma, 18 250. 19. Em lên một cây búa ha, 19 cây này là cây búa một đầu đồng, một đầu để anh chị mình giá lên như thế này. Cái búa này thì đây là của hãng VNU ha, VNU. Đó, anh chị mình xem. Cây này thì phần dưới này nó có giống như gỗ mà để khô quá thiếu nước nó bị hơi nứt này, chứ còn anh chị về anh chị mình có thể ngâm cho nó khít lại hoặc đổ keo thêm cho nó khít lại ha, ngâm thêm đi. Cái dáng là dáng búa Mỹ anh chị đó, anh chị mình có thể tìm VNU giùm em. Chỗ này là zin nguyên ha, cái phần này là zin nguyên này. Rồi, mặt trên nha anh chị, đây là phần mặt búa, mặt búa đồng ha, một bên đầu đồng à. Đó, chỗ này chưa đóng chốt luôn ạ, chưa đóng chốt, về anh chị mình muốn khít mình đóng chốt thêm. Ok nha anh chị. Cây búa này nặng là 630 g, chiều dài phần cán búa là 30 cm ha, đường kính phần đầu búa là tầm khoảng 3.4 cm, chiều dài chỗ này tầm khoảng là 11.5 cm anh chị ha. Chiều dài cái phần mà đầu búa, đây là cái phần đầu mỏ móc này. Rồi, anh chị nào mà mình sưu tầm cái búa đồng này thì anh chị mình có thể mua. Đầu còn đẹp anh chị. Cái vết này là giống cái vết sượt qua thôi, không có gì nha. Nếu mà đánh bóng đi thì nó bị mất cái đường những cái đường vân tròn này, nên là bên em không có đánh. Muốn là vết sượt qua thôi, không có vấn đề gì ha. Rồi, mã số 19 giá là 380. 20 là một cây búa bi. Cây này giống dáng búa đức nha anh chị ha, còn cái búa đức nha. Đó. Cái phần trên này anh chị mình thấy nó mạ một lớp mà gọi là lớp titan, nó giống như là cây cạo của Đức mình này. Đây. Nó mạ một lớp bên ngoài nó màu xám mờ. Cái màu xám này thì nó trắng hơn, còn màu dưới nó vàng hơn ha. Đó, anh chị mình thấy nó giống rất là giống nhau luôn. Thì cây này nó không có chữ thôi. Thường thường những cây này và cây này chất thép rất là chắc anh chị, nhìn cái mặt nó láng o nè. Đây, nó có nhăm nhăm một chút xíu chỗ này thôi. Còn lại anh chị mình thấy nó rất là láng ha. Bên ngoài nó phủ một lớp titan màu xám. Này, cái này cái phần thép của nó là anh chị mình thấy nó cứng cáp nè. Phần thép ha. Rồi, dáng này là dáng cán tay cầm chắc chắn anh chị. Mã số 20 giá là 320. Cái búa này dài cán là dài 27.5 cm. Chiều dài phần đầu búa là khoảng 9.5. Đường kính đầu búa là khoảng hơn 3 cm ha. Mã số 20 giá là 320. 21 em lên một cây búa của hãng Chu Tan Bờ, hàng Mỹ, 21 380. Cây này hàng còn rất là mới, chị sưu tầm cũng được. Cái dáng của nó là cái dáng đầu là đầu hình viên đạn nè. Đó, đầu hình viên đạn, đầu bi hình viên đạn ha. Nước ram đen vẫn còn, nước sơn đen vẫn còn nè. Phần đầu đóng thì có hơi cấn chút xíu, những cái vết đóng. Cái này là của hãng Chu Tan Bờ của Mỹ nha. Rồi, phần cán anh chị, phần cán tay cầm chắc chắn dày dặn. Trên này có số 708 ha, hay là Z08 nè. Đây anh chị, chỗ này có cấn chút xíu phần gỗ. Rồi, anh chị nào mà mình cần sưu tầm cái búa bi này của hãng Chu Tan Bờ, Chu Tan Bờ dài cán 30 cm, chiều dài phần đầu búa là 8 cm, đường kính đầu búa là 2.5 cm thì mua cái này. Mã số 21 380. 22, em lên một cây đầu búa bi đời rất là cổ không. 22 350, cây này rất là cổ rồi, rất là cũ rồi. Anh chị nào mà mình sưu tầm thì mua cây này.
Về anh chị mình lên cái cá nó rất là đẹp ha, chất thép anh chị thấy nó chắc chắn, nó rất là mịn này. Cái này là của hãng Fairmount của Yoda ha, Fairmount Yoda, một cái đầu bố bi láng mịn anh chị. Đó đó, chỗ này thì nó có bị cắn chút xíu thôi, đầu đẹp này. Rồi cái này anh chị mình nhìn lên cán sưu tầm, hoặc là anh chị mình xài những cây bố bi này, chất thép cũng rất là chắc. Mã số 3, mã số 22, 350. Cây búa này nặng là 480 gram anh chị. Rồi ông lên tiếp ha. Chiều dài đầu búa Fairmount đời cổ này dài tầm khoảng là 10.2 cm, đường kính đầu đóng là tầm khoảng hơn 3 cm. Mã số 22, 350. 23. 23 em lên một chiếc cần xích lực, mà cái này nó bị hư cái đầu nha chị em. Đó, cái là coi như cái này mà lấy về là lỗ nè. Rồi mã số 23, 100. Thanh lý luôn nha anh chị. Về anh chị mình chỉnh gì mình chỉnh ha. Nó bị cái chỗ này, mình chỉnh sao mình chỉnh. Còn lại là còn đẹp nè. Đó, đẹp nha anh chị. Ok ha. Đây ok ha. Rất là đẹp nha anh chị, cái đầu rất là đẹp ha. Này còn cái phần mà keo dính nè, Tonichi. Cái này lực là 1.5 Newton nha anh chị, đầu đẹp nè. Nói chung cái này còn zin còn rất là đẹp luôn. Nó có hư phần đầu trên thì anh chị mình chỉnh sao, về tái máy mình nghịch cũng được ha. Mã số 23 100. Chiều dài cái này tầm khoảng là 17.5 cm. 24. 24 em lên một chiếc tô vít trừ lùn. Cây này hàng của Anet ha, hàng Anet, và cái này trừ 6 nhân chiều dài là 3.8 cm. Cái phần đầu này không là 3.8 cm anh chị ha, còn đẹp chưa có xài. Đầu là đầu trừ 6 ha, của Anet Nhật Bản. Vì hàng của Anet thì cái chất của nó rất là cứng nha anh chị. Hàng vít của Anet, mã số 24, 50 ngàn. 25. 25, 170. Em lên một cây vít đầu PH2, cái này hàng của Mark của Mỹ ha, hãng Mark của Mỹ. Đó, Mark của Mỹ anh chị. Thì cây này á, bình thường hàng Mark nó sẽ không có đóng cái chữ mà USA lên trên cái phần cán này đâu. Anh chị mình nhìn thấy chữ Mark là anh chị mình biết rồi, và nhìn cái phần chất mà cái phần cán là anh chị mình thấy ra. Thì phần cán này có xài lướt và để nó cũng có những vết cấn này. Rồi. Quan trọng là cái phần cán này nó rất là cứng, nó dày, nó đặc đúc đặc nguyên khối luôn. Nên là cầm nó rất là chắc tay. Anh chị nào mà mình cần một cây tô vít còn sáng đẹp phần dưới phần xi mạ này. Đó. Thế nên anh chị mình kẹp thêm cái kìm cộng lực khi mình quay, ví dụ như con ốc nó cứng mà anh chị mình không có thể xếp bằng cái tay không, thì anh chị mình kẹp thêm phần đó ha. Đầu đẹp này, đầu đầu PH2 anh chị. Những cái cạnh này nó còn đẹp anh chị, cạnh nó còn thẳng thớm này. Chiều dài cái vít mát này là 21 cm, hàng vít tô vít mát của Mỹ. Mã số 25, 107. 26. Em lên một cây cân. Cây cân này ha, cây cân này khi nào mà anh chị mình có đi chợ đi mua đồ gì ấy mà tầm khoảng là 2 kg đổ lại, 2 kg đổ lại thì anh chị mình lấy cây này ha. Đó, cây này 2 kg đổ lại. Rồi, cây này là hàng còn rất là mới lên, chị mình thấy cái phần nước sơn đen còn nguyên này. Chỗ này anh chị mình móc lên mình cân. Ký 2 kg gì đó mình chỉ cân bằng cái này. Đó. Còn có phần này để anh chị mình điều chỉnh cái thước này ha. Điều chỉnh cái thước này.
Còn cái phần là để nó chạy nè, nó để chạy dọc để đọc con số anh chị. Đó, anh chị mình chỉnh cái thước này, chỉnh bằng cái núm này để nó về đúng vạch số 0 là chị mình cân chính xác ha. Chỉnh ngay ngoài rồi xem. Đó, thì nó lại quá. Tầm khúc này là được anh chị ăn đó, anh chị nhìn thấy ha. Nó vô chính giữa là được. Cây này còn rất là mới ha, còn rất là mới đẹp. Cái này thì anh chị mình tầm khúc dưới này mình cầm đeo treo lên thôi. Ha. Ví dụ như thôi khỏi nha chị ha, khỏi ví dụ đi, tại vì ví dụ anh chị mình kéo bằng cái tay ra cho nó nhanh nha. Ví dụ tới đây là anh chị mình thấy là được 8 lạng ha. Ký 2. Ví dụ xuống đây là ký 2 ha. Rồi. Cái này đẹp nha anh chị, còn mới đẹp, chiều dài cái này tầm khoảng là 24.5 cm. Mã số 26 108 27. Em lên một cây cờ lê nhiều số 27 anh chị ha, 208. Cây này phần cán còn liền lạc chắc chắn, cán bằng nhựa còn liền lạc chắc chắn anh chị ha. Phần chỗ này có dính và có nhìn nó hơi bị chày chày thôi, cái phần xước, cái phần xi chút xíu ha. Kiểu như để bã này kia nó phải cánh nhưng mà nó không có bị chốc xi anh chị. Bên này là cái răng to, bên này là răng nhỏ, thì cái răng cái này nó có bị cấn nè. Răng cấn hai răng này ha. Bên này là răng nhỏ thì anh chị mình thấy nó cũng có cấn hai ba răng nhỏ dưới này. Rồi. Cây này anh chị mình mở ốc nhiều số từ số 17 đến 27 giùm em. Chiều dài là 24.5 cm. Chỗ này anh chị mình mở lớn nhất là khoảng 27 này. Đấy ha. Rồi mã số 27 208. Cây này anh chị nào mà mình sửa xe này kia thì mình chỉ việc mình đẩy vô đúng vô sai cái nào thì nó khớp sai đó ha, từ 17 đến 27 ly, mã số 27 208. 28. Em lên một cây dũa của Mỹ. Nickerson USA ha. Đó chị mình thấy cây này đây, cây số 3/4 Make in USA này, Nickerson. Trên này là phần cán, chỗ này anh chị mình thấy có cái đầu đóng để mà anh chị mình vừa là phần dũa, dũa sắt ha, dũa sắt hai đầu này, hai đầu. Anh chị mình dũa sắt đẹp nên chị, còn rất là mới đẹp. Bên này anh chị dùng như một cái đục bê tông vậy đó, đục bê tông, tại vì phần trên là đầu đóng là anh chị mình có thể dùng, chưa có dấu xài nữa anh chị ha. Dùng cái búa anh chị mình đóng lên trên đây để anh chị mình đục ha, vừa dũa vừa đục luôn. Chiều dài cây này tầm khoảng là 20.5 cm và cái lưỡi đục là tầm khoảng 1.9 cm ha. Mã số 28 200 29. Em lên 129, em lên một cây sủi của KTC của Nhật. Cái sủi này anh chị mình có sủi keo hoặc là anh chị mình sủi bê tông cũng được. Cái phần lưỡi sủi dài anh chị mình chỉ cần ở, cầm ở trên này là mình đẩy tới thôi. Thì cây này là hàng của KTC ha, sticker wrapper. Dòng là KZS25 Kyoto ha, KTC. Rồi. Đây anh chị ha. Thì cái phần lưỡi sủi đây anh chị ha, cái phần lưỡi sủi này. Đó. Anh chị mình có thể thay lưỡi sủi khác vô để vậy xài cũng được, cây này còn xài tốt mà. Chiều dài là 14 cm. Anh chị mình sử dụng những cái lưỡi sủi là tầm khoảng là 2.5 cm giùm em. Mã số 29 100, một cây sủi của KTC. 30. 30 em lên một cặp cờ lê lực ha. 30 một cặp cờ lê lực và cây này là mở ốc số 17 giùm em. Mở ốc số 17 và lực là 19 Newton anh chị. Đó, lực 17 và nhân cho 19 Newton giùm em. 19 Newton anh chị ha. Đó. Tình trạng còn đẹp mới anh chị, tình trạng còn mới đẹp khá mới nha. Tonichi. Tonichi đàng hoàng. Cán nè. Phần cán đẹp nha anh chị. Đó. Rồi, trên này anh chị mình thấy ha. Trên này còn có cả tem nè. Made in Japan. Xi mạ gì còn đẹp anh chị ha. Xi mạ còn đẹp, không có bị chóc xi cái nào hết. Rồi. Hai cái kề ly lực số 17 và nhân lực là 19 Newton đó chị ha. Hàng mới chưa xài anh chị mình thấy ha, hàng zin nguyên chưa có xài. Rồi. Cây này thì chị sử dụng một chiều như thế này nha anh chị ha, có hàng mũi tên, sử dụng đúng đúng chiều, đúng công suất cho nó hiệu quả ha và xài bền. Chiều dài cái này là 22 cm. Lực sợ khóa số 17 nhân lực 22 Newton, mã số 30, 1.2 triệu. Cặp này em chỉ nhận chuyển khoản bao ship ha. 30. 31. 31 500. Cây này cũng thanh lý em chị ha. 31. Cây này thanh lý thôi. Cây này giá mới rất là cao. Densan nè, Densan, hàng của Densan ha. Cây này là DRC 500N. Đó.
Trên này có chữ on off ha. Off là anh chị mình khóa lại nó cứng luôn á. Là anh chị mình là khóa cái chỗ này lại nó cứng nè. Thường thường nó sẽ một cái chốt bẫy ra, con lẫy đẩy ra để vô, thì cái này nó chốt khóa bằng cái này luôn, rất là xịn nha. Cây này rất là xịn, đen san. Một cây mà kìm cắt cát ha. Rồi, cây này do nó bị mẻ chỗ này nha chị, nó bị mẻ chỗ này nên em bán thanh lý luôn. Đó đây ha. Đó, anh chị mình thấy cái này thợ anh chị nào về sửa chỉnh sửa là được thì mình mua ha. Đó. Đẹp nên chị, còn lại anh chị thấy cái lưỡi trên nó đẹp hết nè. Nó giống như thép phun rỉ với một cái màu sáng trắng đẹp. Chỉ có mỗi phần cánh chỗ này thôi. Rồi xem kỹ giùm em ha. Cái này thì anh chị mình dùng cái dũa sắt á, mình dũa được nha anh chị ha. Dũa được, nhưng mà anh chị mình bỏ thời gian ra, anh chị mình ngồi mình dũa là được thôi. Đó, mình dũa cho nó cong. Thực ra những cái cây mà anh chị mình thấy kìm cắt ống nước này kia, bên Nhật họ xài rất là kỹ. Họ xài mà họ móp trong này luôn, mà họ vẫn họ dùng cái lết, họ dùng cái dũa, họ dũa đi họ xài. Đó. Gen san ha. Rồi, anh chị nào mà mình thấy tất cả các chức năng ok, ngoài cái phần này chỉ vừa chỉnh sửa lại rồi mình xài thôi. Để mở ra test anh chị mình xem ha. Những cái răng của nó đi rất là ngon ha. Mình thấy cái răng của nó đi, nghe cái tiếng này nó rất là đầm tay. Hàng của Gen San thì chuyên về các dòng là về cắt cáp này kia, cắt cáp tuốt ra bấm cốt ha. Đó, hết là ok anh chị ha. Đó, rồi những cái răng này còn mới hết nè. Rồi mã số 31 giá 500. Cây này dài tổng thể là 25 sang ha. 31 500. Khóa lại cho nó, cho nó dễ ha. Đó, khóa lại. 32. Em lên một cây búa của Mỹ. Dòng là dòng Edwin ha, búa Edwin của Mỹ. Búa dùng trong anh chị mình xây dựng đục bê tông này kia. USA hàng Mỹ anh chị. Edwin thì chỉ có vết cấn này nó cấn ngang thôi. Đó, anh chị mình xài bình thường, hoặc là thích cái độ keo không để vậy xài cũng được. Cán là thân nó là đúc nguyên khối xuống dưới phần cán dưới này luôn, nên là anh chị mình thấy cây búa rất là chắc chắn. Chiều dài cây này tầm khoảng 18.5 xăng anh chị. Đường kính phần đầu đóng là 2 xăng. Thì cái phần đầu này anh chị mình thấy nó nhăm nhăm này thôi, do mà đục bê tông, do anh chị mình mà mỗi lần anh chị mình phá bê tông, anh chị mình đập bê tông được kia thì những cái vết nhăn này sẽ nó sẽ xấu hơn là so với anh chị mình đóng đinh này kia ha. Đó, vậy thôi chứ anh chị mình xài rất là bền nha chị. Đây là phần đầu nhọn nha. Rồi vẽ trên này láng o nè. Cái búa này của hãng Edwin nặng là 850g, 850g, mã số 32, giá là 500. 33. Em lên một cây cưa sắt của Thụy Điển ha, 33 550. Cây này là thân bằng nhôm nguyên khối nha chị. Thân chỗ này bằng nhôm nguyên khối nè. Đó, cây này còn mới đẹp nha chị, những con ốc còn mới đẹp này. Rất là đẹp ha. Cây này anh chị mình sử dụng lưỡi cưa là 25 xăng dùm em ha. Lưỡi cưa 25 xăng dùm em. Chỗ này dùng để anh chị mình tăng chỉnh lưỡi cưa. Và anh chị mình thấy phần này bằng nhôm ha, bằng nhôm mà tình trạng nó còn rất là mới, nên những cái phần con ốc brand anh chị mình thấy nó còn sáng nè. Chỗ này bằng nhôm, trên này giống như bằng thép anh chị ha, bằng thép. Đó. Cây này còn rất là láng đẹp, không có bị chóc xì gì hết ha. Cây này rất là mới cho anh chị mình sưu tầm cũng được. Chữ nè, Sandvik ha, Made in Sweden 225. Cây này sử dụng lưỡi cưa là 25 xăng dùm em nhé. Lưỡi cưa 25 xăng. Chiều dài phần cây cưa tầm khoảng là 35 xăng nè. Tầm khoảng 35 xăng. Rồi, mã số 33 giá là 550. Cây cưa sắt của Thụy Điển này ha. Cây cưa sắt của Thụy Điển Sandvik, mã số 33, 550. 34. 34 là em lên một cặp cạo của Đức. Đây, cặp cạo này của Đức nha chị. 34. Cặp này là 850 ha. Hàng này hàng còn rất là mới. 30
34 850. Cặp này rất là nặng nha chị, hàng của Đức này. Đức ha. Chỗ này nó hơi ố tí. Rồi. Và bên ngoài chị thấy nó phủ một lớp mạ bên ngoài đẹp này. Cái này chữ còn nè. Cái này là size dài anh chị mình có thể mình kẹp được là 25 xăng, và cái phần bản từ đây cho tới cái phần tay cầm mình kẹp này là 12 xăng anh chị ha, 12 xăng. Tình trạng cái này còn nước da xi mạ còn rất là láng mịn cho mình xài, sưu tầm cũng được. Tay cầm bằng gỗ màu cam này. Đó. Những cái ren này còn đẹp anh chị, những cái ốc ren này còn đẹp này. Rồi rất là chắc nha. 25 x 12 nha chị ha, có nghĩa là cái chiều dài mình kẹp là 20 xăng là 25 xăng, còn phần bề ngang mình kẹp từ các bạn bên này rộng là 12 xăng. Đó. Bề mặt da dẻ rất là mịn màng đẹp anh chị, rất là mịn màng đẹp này. Rất là đẹp ha. Đây. Rồi, tới là anh chị mình xếp lên thôi. Mình xếp lên như thế này thôi ha. Cặp này nặng một cây nặng 1,2 kg thì hai cây nặng khoảng 2,4 kg anh chị ha. Hai cây nặng khoảng 2,4 kg. Đây cây này y chang anh chị, một cặp giống nhau hết. Đây. Cây này ha. Cái này phần mực thì nó hơi mờ tí. Phần mực nó hơi mờ chút. Đây phần chữ con này, B-Say ha, B-Say. B-Say 25 nhân chiều dài bản rộng chiếc này là 12 xăng. Đây mặt còn đẹp nha chị, mặt còn đẹp nha. Đây cái mặt bên này. Đó, lá ngò ha. Nghe cái tiếng thép đó, vai vô chị thấy nó rất là chắc rồi. Ok ha. Rồi. 2,4 nha chị ha, 2,4 cặp này. Mã số 34 giá là 850, 34 850. 35. 35 em lên một cây thước kẹp, cây là hàng của Mitutoyo. Cây này thước kẹp size là 20 xăng. Rồi, cây này anh chị mình thấy tình trạng đẹp nha chị. Nhìn nè, nó khít luôn. Là anh chị mình xài đo nó rất là chính xác. Khít đẹp, nước inox cũng còn đẹp nha. Cái phần thép không rỉ này cũng còn đẹp nè. Và độ chia là 0.05, dễ đọc. Anh chị mình thấy ha, chữ nghĩa chữ là mực in và còn ha, mực in vừa khắc. Từng cái gạch gạch này nên khi anh chị mình sử dụng những cây này đọc chữ nghĩa số nó rõ ràng. 20 xăng, một cây thước kẹp 20 xăng của Mitutoyo có logo Zuzik nội địa Nhật nha anh chị. Đó, cái này rất là đẹp ha, thẳng tắp luôn. Mã số 35, 650. Ok anh chị ha. Đó. Đây mặt sau đây. Mặt sau đẹp nha. Trong cái má còn đẹp ha. Mã số 35, 650. Hít người nha chị. 36. 36 em lên một cây sẻ nhé. 36. 36 em lên một cây một chiếc ấm trà. Cái ấm này là hàng chưa xài, ấm trà bằng gang hàng của Nhật chưa xài nha chị. Cây này chắc tầm khoảng là 300 đến em nghĩ là tầm khoảng 300 đến 500 ml thôi. Em cũng chưa có test thử ha. Rồi em đo cái kích thước anh chị mình xem rồi mình tự tính thể tích cũng được ha. Đó. Rồi. Hàng mới chưa xài nha chị ha. Đó, trong lòng nó chưa có xài nè. Nguyên cái lớp mà màu đen ánh sáng, màu đen bóng còn này nha chị ha. Đó. Cái này về anh chị mình cứ lau sữa, mình rửa sơ qua xong bắt đầu anh chị mình đun nước trà ha, đun nước trà mình đổ vô để mình giống như là mình tạo một cái lớp oxy hóa mặt bên trong cho nó ha, tạo một lớp oxy hóa mặt bên trong cho nó, vừa để mình tẩy rửa và vừa để mình giống như là mình tráng một lớp mà kháng rỉ cho nó bằng cái lớp mà nhựa trà đó ha. Rồi đây là phần nắp anh chị, phần nắp đây, trên này có chữ H ha. Phần nắp đường kính là 7 xăng. Rồi, trên này có chữ Nhật hẳn hoi anh chị ha, chữ Nhật hẳn hoi. Cái đường kính ở dưới này là tầm khoảng là 6 xăng nha. Và cái bản rộng của cây này, bản rộng từ bên này qua bên này tầm khoảng là 12 xăng nha chị, 12 xăng nha. Chiều cao. Em đo trong lòng bình đi. Chiều cao trong lòng bình là tầm khoảng là 5.5 xăng nha chị ha. Nó tầm khoảng là 5.5 xăng. Đây ha. Tầm khoảng 5.5 xăng nha chị. Để bằng luôn đi. Để bằng luôn ha.
5.7 xăng anh chị ăn, khoảng 5.7 xăng. Rồi cái này những chị mình để uống trà ở trên bàn ha, chứ không phải là bình để đun nước trà anh chị ăn, tại vì thể tích của nó tầm khoảng 500ml, khoảng 4 đến 500ml đổ lại thôi, khoảng 300 mấy 400 đến 500ml đổ lại thôi ha. Rồi em có đo kích thước thì anh chị mình có thể tính giùm em. Nặng là 640g, mã số 36. Anh chị nào mà mình mua cái này thì anh chị mình mua ha. Cái này thì bộ mới của nó tầm khoảng 1,2 triệu. Mã số 36. Anh chị mình cứ inbox, gọi điện hỏi thông tin, hỏi giá thoải mái ha. 36, nếu mà anh chị mình có nhu cầu thì mình cứ hỏi thoải mái. 37. 37 em lên một cây xẻng của Tombo ha. Cái này là màu xanh quân đội Mỹ nè, anh chị mình thấy Tombo ha. Tombo hàng rất là xịn anh chị, logo con chuồn chuồn, hàng quân đội Mỹ. Cây này tình trạng còn đẹp nên chị ăn, nước da rất là láng, màu xanh cũng còn nè, và cây này không có bị rỗ gì hết nha anh chị. Cây này không có bị rỗ gì hết ha, nó còn rất là đẹp. Về cho anh chị mình xài sưu tầm cũng được. Tombo hàng của quân đội US. Cán còn liền lạc, nói chung cây này về thì thích thì anh chị mình đánh bóng thêm phần dưới, còn ở trên là nó còn ok để mình xài. Mình sưu tầm cái logo Tombo hình con chuồn chuồn rất là đẹp. Chiều dài phần xẻng là tầm khoảng 21.5 xăng. Bạn đường kính cái phần bản rộng đó là tầm khoảng 15 xăng anh chị ha. Đây, 15 xăng ha. Phần này anh chị mình có thể gấp lại, cây này là cây xẻng gấp ha. Cái chỗ này là hồi nãy là em để cái chế độ là mình đã. Cái này rất là chắc anh chị. Dày dặn ha, dày dặn chắc. Những cây này anh chị mình sưu tầm cũng được, mình mang đi phượt này kia, mình đi rừng cũng được ha. Một cây xẻng gấp cho anh chị mình đào. Rồi. Chiều dài phần cán là tầm khoảng 50 xăng ha, khoảng 50 xăng. Mã cây xẻng này nặng là 1,150 kg nha chị ạ. 1,150 kg. Rồi mã số 37. Chốt giùm em mã số 37 ha. 37 một cây xẻng của Mỹ. 37 ha, một cây xẻng quân đội Mỹ công bông. ba mươi tám là một cây cúc chim của quân đội Mỹ này. Cây này rất là đẹp, còn số rõ ràng 1944 ha, US quân đội Mỹ ha. Diamond Cut Cut ha, Diamond Cut gì đó. Rồi mã số 38. Anh chị nào mà mình sưu tầm của mình xài hoặc để kỷ niệm ha. Màu xanh rêu đặc trưng quân đội nè. Rồi đây là phần cuốc anh chị ha, còn đây là phần nhọn, phần đầu nhọn này. Cuốc chim, đầu những cuốc nhọn, đầu cuốc bằng. Chiều dài cái cuốc là tầm khoảng là 30, khoảng 33 xăng anh chị ha. Bản rộng phần lưỡi cuốc là tầm khoảng là 5.8 xăng. Phần cuốc này thì dài tầm khoảng là 12.5 xăng anh chị ha, còn phần đầu nhọn này dài tầm khoảng là 14 xăng nè, tầm khoảng 14 xăng ha. Và cái phần lỗ này anh chị mình dùng về anh chị mình lên cán là đẹp ha. Cây cúc chim là nặng là khoảng 740g ha, khoảng 740g. Mã số 38, anh chị nào mà mình ưng ý cây cúc chim này thì mình chốt cho em mã số 38, một cây cúc chim của quân đội Mỹ từ năm 1944. 38. Rồi, 39. Em qua một ít đồ bếp đồ văn sai ha. 39. 60.000. Cái này anh chị mình là một cây kéo của Suki, dòng là AS100 nè. Cái chiều dài của nó nguyên thủy hết, cái trên dưới là tầm 10 xăng thôi, tầm 10 xăng thôi ha. Hàng mới chưa xài. Thì cái này giống như là anh chị mình gắn vô cái phần tủ sắt hoặc là tủ lạnh gì đó. Lâu anh chị mình có mở cái gì đó thì mình lấy cái gì, mình có cần cắt cái gì thì mình kéo lên thôi. Xài xong thì mình bỏ lại vô cái đầu tủ đồng hàng đó. Nó có phần sau, nó có một cái nam châm, anh chị mình hít vô tủ lạnh cũng được, hít vô mà tủ văn phòng, tủ đựng đồ cũng được ha. Đó, ok nha anh chị, nam châm. Rồi cái này 10 xăng, anh chị mình có thể tìm Suki AS10 cũng được, AS100 cũng được ha. Mã số 39. 60.000. 39 40 là em lên một cây kèn harmonica. Cái này nghe tiếng rất là êm nha chị. Cái này là trên mắt của hãng Victorlight ha.
Butterfly Harmonica. Thì bề mặt chỗ này anh chị mình thấy nó có bị mỗi cái phần này nó hơi bị cấn nên nó móp một chút xíu ha. Anh chị mình có thể chỉnh chỗ này lại giùm em cho nó. Đó, cho nó khít vô lại giùm em ha. Đó. Rồi, còn lại đẹp nè. Thì phần thân này nó bằng nhựa bằng gỗ bên trong, nó có sơn một lớp sơn màu nâu đen bên ngoài anh chị mình thấy à. Nên nó chắc sơn thì anh chị mình thấy có còn lộ cái phần gỗ bên trong ra nè. Đó. Còn lại inox rất là đẹp, Butterfly Harmonica ha, trên mắt. Đây. Yamaha band ha. Đó. Đó. Chỉ có mỗi chỗ này thì anh chị mình về mình chỉnh lại chút xíu ha. Để về anh chị mình thổi cũng được rồi. Hoặc về mua về cho con. Cái này về anh chị mình sẽ vệ sinh sơ lại ha. A440 này. Nghe tiếng rất là êm anh chị. Rồi. Harmonica ha. Mã số 40. Bên nhà em thì không có năng khiếu về âm nhạc. Chiều dài cái này là 16.5 xăng, mã số 40. 40. 100 mã số 40 150. 41. 41 là một cây cưa gấp 180 ha. Cây này gấp nhỏ cho anh chị mình bỏ vô túi mình mang đi vườn cũng được nè. Mình có mang đi làm vườn hoặc đi câu này kia mà mang theo để mình có cưa gì mình cưa ha. Silky một cây cưa mini ha. Silky Make in Japan. Rồi. Cái phần này ạ, em quên em lấy cái tôi trừ cầm siết nó vô chút xíu lại cho nó cứng cứng ấy. Rồi. Hoạt động ok anh chị ha. Thực ra cái cây này ạ, cái chỗ này nó bị kẹt này, nên là em để cái giá 180 này. Nãy anh sửa lại rồi. Là nó hoạt động ok chỗ này rồi. Mà vẫn để giá 180 luôn. Đây. Ok anh chị ha. Cái lưỡi của nó thì nó hơi bị ố ố đen đen chút xíu thôi, nhưng mà lưỡi nó rất là bén nè. Bén anh chị. Đó, bén nha. Rồi. Cái này anh chị mình cưa càng to cũng được. Cái này lưỡi 13 xăng. Mã số 41 108. Còn đẹp anh chị ha. Xài ok. Đấy, nó không búng được cái này. Giờ bỏ dầu vô mỡ vô nó búng được rồi. 41 108. 42. Em lên một lưỡi cưa Silky Gumboy 21 xăng chưa xài ha. Do để bãi có những vết ố đen, anh chị mình thấy nè. Nó rất là nhám tay. Nó rất là nhám tay ha, hàng chưa có xài mà ra mất cái vỏ nhựa bên ngoài thôi. Rất là nhám tay, Silky Gumboy Make in Japan 21 xăng. Bên này nó hơi ố ố cái vết nám thôi nha anh chị ha, hơi ố nhăm nhăm vết này thôi. Hàng còn đẹp mới nha anh chị. Rất là bén nha. Đó, rồi, 21 xăng, mã số 42 104. 43. Em lên một cây kéo 43. Cây kéo này hàng mới chưa xài mà tại nó không có chữ thôi nha chị. Nhưng trong này nó có chữ. Hàng này là hàng chưa có xuất xưởng nè, trong cái lô hàng mới chưa xài đó chị. Lớp ram đen còn nguyên nè. Cái chỗ này là anh chị mình kẹp cái này như thế này ha, kẹp như thế này giùm em. Đó, cái này thì thiết kế giống như của Masakuni nè, nhưng mà nó không có chữ nên là em bán theo hàng không có chữ nha chị. Hàng 43, 40 ngàn. Chiều dài cây này 12 xăng ha. Ngàm đẹp hết anh chị. 43, 40 ngàn. 44 50 ngàn. Này là một cây bào ha. Cây bào này hàng của Nhật, của hãng Burnline này. Burnline ha. Cái này thì bên em chưa có rửa qua vệ sinh qua, chưa có rửa qua xà bông nên là nó hơi bị những cái vết bẩn nó bám vô thôi. Thép không rỉ, thép không rỉ của Japan hay Nhật Bản, Burnline. Rồi, những cây này anh chị mình xài rất là bền. Đặc biệt là anh chị nào mà mình xài tay trái mà không có mua được những cây mà bào tay phải thì anh chị mình sử dụng những cái bào này ha. Những cây dao bào tay phải rất là bén nha chị ha. Những cái độ bén này bền rất là lâu. Bén lâu nha chị ha. Ví dụ anh chị mình có này anh chị dùng như để khui vết khóm hay gì này. Thì á, những cây này nếu mà anh chị mình xài gia đình á mà nấu ăn ngày bữa hai bữa thôi thì nó anh chị mình xài chắc phải năm mấy hai năm. Nó rất là bén. Còn thích thì anh chị mình có thể vũ lại, liếc sơ qua lại. 44 50 ngàn. Cây này dài là 12.5 xăng. Phần lưỡi bào là tầm 4 xăng ha. 44 50 45. Rồi, cây bào của Victor Inox ha. Hàng này đúng chất để anh chị mình xài, mình sưu tầm này. Hoặc là xài cũng được. Victor Inox chuẩn này ha. Đó, hàng mới chưa xài anh chị ăn. Sweet make luôn. Trời ơi, cây này rất là xịn ha. Đó, phần cán nhựa tặc chắc chắn.
Còn phần tem nhãn keo dính vô chưa có mở ra luôn nha anh chị ha, nên thôi em không mở luôn. Và cái này á, khi mà anh chị mình làm đầu bếp và khi anh chị mình có ví dụ như anh chị mình nấu lẩu, mình bán lẩu, hoặc mình làm nhà hàng, hoặc là anh chị mình có làm bên nấu ăn này kia, bên mà tổ chức nấu ăn á, tổ chức nấu ăn cho tiệc cưới này kia, thì anh chị mình sử dụng những cây này, cái bào hình răng cưa này, này để mà anh chị mình tạo các hoa văn ở bên ngoài của cà rốt hay tủ khoai tây cho nó đẹp ha. Hoặc là anh chị mình có nó là, khi mà anh chị mình thường thường nó sẽ ra là mặt nhẵn á, ví dụ mà cái củ khoai tây mà củ cà rốt mà nó tròn tròn mà anh chị mình muốn ra nó hoa văn như thế, những cái răng cưa nó như thế này thì sử dụng cái này. Hoặc là anh chị mình có làm muối dưa đó thì anh chị mình làm bên đu đủ gì được, hoặc là dưa cải đó, bên củ cải đó thì sử dụng cái này để anh chị mình tạo hoa văn ha. Hoặc bên làm nhà hàng thì mình sử dụng cái này, cái toy nó rất là đẹp, sweet make luôn ha, đẹp quá trời luôn. Mã số 45 hai ha, quên cái này cầm rất là đầm tay anh chị ha, tại vì anh chị mình thấy cái phần nhựa nó cứng nè, nhựa nó đặc cứng luôn. Chiều dài cái này tầm khoảng là 17.5 xăng, phần lưỡi bào là tầm khoảng là 4.2 xăng ha. 46 tư. Em lên một cặp đũa của 46 cặp đũa sashimi. Cái này chị dành cho anh chị mình gấp sashimi này. Gấp sashimi trong các nhà hàng mình ăn món sashimi ha. Rồi cái này thì phần cán nó bị hư rồi, nên là về anh chị mình có làm cái cán lại giùm em. Chỗ này là khâu sừng và bị dán cặm nè. Trên này có chữ SS ha, chữ SS. Phần này là phần thép khung rỉ anh chị, phần thép khung rỉ còn đẹp ha. Đây là phần đầu. Thì cái này á, về anh chị mình chỉ có mình đánh bóng sơ phần mũi này thôi. Còn phần trên này anh chị mình làm cái phần cán lại nha, phần cán lại. Có một số anh chị mình làm cán dao, cán đũa rất là đẹp. Chiều dài phần thép này không ha, là 18 xăng này, phần dài phần thép này không là 18 xăng. Rồi anh chị mình làm cái phần trên này nữa là tổng thể cái đũa nó dài tầm khoảng 32 xăng là được. Mã số 46 một cặp đũa sashimi 140. Về anh chị mình lên cán nha. Rồi 47 100. Em lên một cây kéo có bao da. Cây này thì có bao da thật nha chị ha. Cái da này là phần dài là da thật màu đỏ nè. Rồi cây này là kéo thép khung rỉ, có chữ nhật đàng hoàng. Đây chữ nhật nha anh chị. Thì cây này á, trên này có chữ ha. Cây này có chữ gì em cũng không biết, nhìn nó. Rồi cây này thì nó có hơi rỗ bên trong nha, nên là anh chị nào phần da thật của nó thôi. Còn anh chị nào mà mình xài mình cắt bẻ cắt bạ gì đó thì cắt ha. Đó, cái này anh chị mình có thể mở ra mình để mình mở ra rồi thành hai mảnh để anh chị mình mài mình vệ sinh gì cho nó dễ ha. Cây này thì nó bị rỗ bên trong như thế này, anh chị mình xem kỹ được thì mình lấy ha. Thì cây này bên em chưa có mài kỹ, về anh chị mình có thích thì mình mua về mình mài sơ lại giùm em. Chiều dài cây kéo này là 15 xăng hơn. Mã số 47 giá là 100. 48. Em qua hai cái cắt kẽm mà. Em qua hết phần rồi. Linh tinh đồ bếp đi. 48 150. Đây là một cây mở khui bia bằng đồng Thái ha, đồng Thái Lan. Ở trên nó bà ở trên khúc này nó bằng gỗ anh chị ha. Hai bên trên là hai cái phần tán đồng, hai phần chốt đồng. Chỗ này là bằng hai bên là ốc gỗ. Chỗ này anh chị mình khui bia này. Chỗ này không biết khui gì nè. Đó hai đầu đây là khui bia hết nha anh chị ha. Này giống như anh chị mình khui nắp hộp gì đó. Đó, đẹp anh chị sử dụng được hai đầu, thường thường là sử dụng một đầu thôi. Cái này anh chị mình sử dụng được hai đầu luôn. Chỗ này á mà nó làm cũng ôm, không có bị như kiểu bị bén bị sắc ha. Bên này là đồng Thái hình logo con voi ha, con voi Thái Lan. Đó. Đẹp nha anh chị. Rất là đẹp. Hai mặt luôn. Chiều dài cái khui bia này là 13 xăng hơn, mã số 48 150. 49 200. Em lên một cây dao cạo râu. Cây này thì bên em đã mài bén rồi, về anh chị chỉ việc xài thôi. Ở trên nó là cán nhựa ha. Rồi. Cây này là của hãng Kikuyu ha. Phần này nó láng nha chị ha, nó chỉ ố ố đen đen nhưng mà nó không bị rỉ nha chị ha. Đó chị mình thấy. Kikuyu ha. Chữ này có chữ Echapet, hai class xăng. Lưỡi bén rồi nha anh chị.
Phần này lưỡi dài là tầm khoảng 7.5 cm nè. Rồi, cây này rất là bén nên là về anh chị mình cạo thôi, hoặc là anh chị mình thích thì anh chị mình có chà thêm đá mịn thì mình chà ha. Thật ra nó rất là bén rồi nè. Về xài thôi. Ok ha. Rồi. Lưỡi là hơn 7 cm. Mã số 49. 49 ha. 49 250. 50 thì em lên cặp này. Cặp này bên ngoài nó bằng nhựa nha chị ha, nhựa giả như giả sừng này. 50 250 cặp này. Cặp này thì về anh chị mình vệ sinh 50 250. Cặp này trung hãng ha. Cây này thì còn đẹp, còn bản nó còn đầy đủ nha chị, 50 250 nè. Trong này là nó có chữ nha chị ha. Chữ này anh chị mình về đánh bóng vệ sinh thêm. Nhìn cái này nó ố một chút xíu bên ngoài thôi. Đây. Có chỗ này nó hơi nhăm nhăm vô phần thép này, còn phần này nó chỉ nhăm nhăm đây, có phần này nhăm nhăm vô phần thép anh chị ha. Còn những cái vết ố vàng này anh chị mình thấy nó chỉ chút xíu bên ngoài thôi. Thì á, những cây này anh chị mình xài rất là bén nha. Lưỡi phun đầy đủ nè. Rồi. Bên này có chữ nha anh chị ha, trong này có chữ này, rõ ràng ha. Bên này cũng có chữ này, chữ này. Chữ này không biết chữ gì ha. Về anh chị mình đánh cái rỉ này đi mình sẽ đọc được thôi. Rồi cây này lưỡi sử dụng là tầm khoảng 5, 6, 7, 7.5 cm như cây hồi nãy ha. Cây thứ hai. Cây thứ hai này anh chị mình thấy nè, nó cũng là hàng chưa có xài. Về thì anh chị mình chà qua đá ha. Cây này không có nứt nha anh chị. Cây này không có nứt ha. Cây này lưỡi y chang thôi. Tại vì cái này nó mới giống nhau. Mã số 50 250. 51. Em lên một cây cắt kẽm ha. 51 300. Cây cắt kẽm, phần vỏ này nó có bị cắn chỗ này. Đó. Cắn chỗ này ha. Rồi. Phần lưỡi cắt đây nha anh chị. Đây ha. Thì cây này nó có hở chút xíu, anh chị mình cắt kẽm vẫn ok. Đây, cái phần này nó có giống như cái phần nhọn ra giống như hàng Mỹ này mà không biết nha anh chị. Thì cái này em bán theo hàng Nhật thôi, hàng không chữ. Bán theo hàng không chữ nha anh chị ha. Đó, xem kỹ giùm em. Cái lưỡi cắt thì nó có hở chút xíu ha. Nó hở như thế này thì anh chị mình vẫn cắt kẽm được. Anh chị mình có thể cắt xong mình bẻ, hoặc là anh chị mình cắt kẽm vẫn được nè. Đây là em cắt dây điện lớn nha chị, cắt dây điện lớn nha. Đây để nó trượt ra ngoài. Đó, ok nha. Đây ha. Đây nha chị ha. Rồi. Mã số 51 cây cắt kẽm này. Cái kìm cắt kẽm này dài là 20 cm, chỉ có cái phần này nó bị cấn một tí này. Đây ha. Rồi, cái lưỡi nó hơi hở chút xíu, nhưng mà cây này thì da dẻ láng mịn nha chị, da dẻ láng mịn nha. Mã số 51 300. 52. Em lên một cây cắt kẽm. Cây này thì cũng không thấy chữ nha chị ha. Cái phần cán nó còn liền lạc chắc chắn. Cây này cái phần thiết kế của nó anh chị mình thấy này, đó. Đây ha. Cái phần lưỡi cắt cây này rất là khít. À, nó có hở chút xíu bên dưới nha chị ha. Cây này anh chị mình cắt kẽm vẫn được. Ok, tại vì em đã thử trước khi mà em lên clip rồi. Mã số 58. 52 nha chị ha, 52 320. Đây. Cắt vẫn ok nha chị ha. Về mình xài cắt kẽm. Ok nha chị ha. Tại vì nó to, em bỏ cái tay xích xuống. Cái này để sâu vô. Ok nha chị ha. Rồi, mã số 52 320. 53. Em lên cây kéo thép giấy xanh ha. 270. Anh chị mình xem nè, cây này giấy xanh nè. Tròn tròn ha, thường tam giác nè. Có rãnh holo luôn. Đây là cái phần lưỡi của nó. Hai lớp thép, anh chị mình thấy cái đường ha. Cái này nhũng rồi nên anh chị mình thấy cái đường thép lớp nó rõ ràng nè. Đó, ok ha. Cái này chị mình đọc có tán vô cho xít chặt vô giùm em một chút xíu. Chữ bên này ha, chữ bên này đầy đủ nè. Rồi. Cái này đây nha anh chị ha. Đóng có tán vô chút xíu giùm em. Cây này da dẻ rất là láng mịn nha. Rồi. Chiều dài cây này là 20.5 cm. Mã số 53 giá là 270.
53 270 nha anh chị. 54. Cây này là một cây kéo vân búa ha, một kéo vân búa đúc, cây này còn đẹp nha chị. Đó, cây này còn đẹp nha. Đây, anh chị mình thấy nó có cái đường này, nó có cái mặt này, nó giống như một cái rãnh. Nó lõm như một cái rãnh á, ở những cây hàng hệ thì người ta sẽ làm cái lõm nó rãnh như vậy. Cái rãnh nó lõm như vậy để mà khi mà anh chị mình cắt hai cái miếng kéo nó vô nhau thì nó sẽ khít vô ha. Nó khít cho nhau thì anh chị mình cắt nó sẽ ngon hơn, nó sẽ bén hơn, nó sẽ khít cho nhau hơn. Chữ nhật đầy đủ nha chị ha. Vân búa. Vô đóng búa nè. Rồi, cái kéo bướm này dài tầm khoảng là 20 xăng, mã số 54208. Phần lưỡi nha anh chị ha, nó có những cái vết nhăm nhăm trên này, hàng bãi thì không phải tránh khỏi rồi. Rồi, cái này rất là bén. Ok ha. Đó. Rồi. 54208. 55. Cái này dáng rất đặc biệt anh chị ha, 55. Cái này chị mình thấy này, cái phần lưỡi nó hình tam giác nè. Tức là anh chị mình tỉa dăm ha, tỉa dăm cũng được, tỉa tàn nhỏ cũng được. Chữ nhật đầy đủ nha chị ha, cái logo rất là đẹp. Đây ha. Rồi. Cái phần lưỡi cắt anh chị ha, cái phần này nó có bị cấn một dấu này thôi, về anh chị mình cứ xài bình thường, cái này rất là bén luôn. Rất là bén anh chị ha. Do bên em để dầu vô để bảo quản á, anh chị thấy hai lớp thép nè. Ngoài cái vết cấn này đó thì cái này rất là xịn anh chị ha. Chút rồi nè. Chốt rồi ha. Cái này có dầu khi mới cắt nó dễ bị nhai, 55 300. Nhưng mà anh chị mình thấy nó rất là bén nè. Quá trời bén luôn ha. Rất là bén nha anh chị. 55. Cây này 300. Chiều dài cái này giống như là một cây kéo tỉa dăm vậy. Chiều dài cái này là 10 gần 19 xăng ha. Mã số 55 300. 56 208. Cái này là một cây kéo bướm dài, cái kéo bướm dài ha. Cái này anh chị mình thấy chốt rồi luôn nè. Cái vân sức cái này rất là xịn. Mặt cái này không có chữ thôi. Còn cái này anh chị mình về mình cắt cành lớn cũng được. Cái lưỡi rất là dài ha. Anh chị mình về mình cắt cành lớn cũng được, mình tỉa lá, tỉa dăm thì cũng được ha. Cái này size lớn. Cái này độ dày của nó là anh chị mình có thể mình cắt rễ được luôn nè. Chiều dài cây kéo bướm này tới 22 xăng lận. Đẹp nha chị ha, ốc rời nè. Chỉ tụi con ốc thì nó hơi bị trời chày chút xíu. Ốc rời anh chị ha, lưỡi đẹp nha, lưỡi thẳng tắp không có bị mụn mặn rỗ rỉ gì hết. Đó. Ok ha. Đây ha. Đó chị mình thấy ha, đẹp nha. Cái này nó chỉ nó không có chữ thôi. Mã số 56208. Bén nha chị. 57. Em lên một cây kéo của hãng Okatsune 300. Rồi anh chị mình thấy cái này là đúc rồi, cây này là anh chị mình có thể mình gỡ nóc ra mình mài ha, vệ sinh mài dễ dàng. Cái này là đúc nguyên khối ha. Anh chị mình thấy đúc nguyên khối của hãng Okatsune, chiều dài là hơn 20 xăng. Tình trạng cái này còn đẹp anh chị, lưỡi cắt khít nè, đẹp thẳng tắp ha. Đó, cây này rất là đẹp ha, về sáng được sưu tầm cũng được bén. 57 300. Bén nha anh chị. Cái này nó có một cái độ khít, nó hít vào nhau luôn. Cái hai cái lưỡi nó hít vào nhau. Đó, rất là bé nha chị. Nghe cái tiếng của nó rất là đầm. Hít. Mã số 57 300. 58. 260. Cây này á, anh chị mình thấy rằng cây hoa văn của nó là hoa văn gia cóc, chữ nhật đầy đủ nè. Cán đẹp nha chị. Và cái này anh chị mình thấy là lưỡi hình tam giác ha. Rồi, chiều dài cái này tầm khoảng là 20 xăng. Cây này lưỡi cũng đẹp nha chị ha, không có bị nhăm rỉ hết. Rất là đẹp. À, cái này phần này nó bị cấn chấn chút xíu, anh chị mình xài tới thì mình mài tới thôi. Ngoài ra thì mình không cần mài chỗ này nha chị ha. Cứ để vậy mình xài. Bén nha chị. Ok ha. Rồi. Lưỡi tam giác, chiều dài cái này là 20 gần 20 xăng. 20 xăng. Mã số 58 260.
59. 59 là một cây kéo thép không rỉ ha, thép trắng không rỉ, cái này của hãng Senkichi. Stainless steel không rỉ nha anh chị. Đây phần lưỡi cắt đây. Đó, phần lưỡi cắt thì nó hơi có bị nhăm nhăm một chút thì anh chị mình cũng xài bình thường ha. Hoặc là kỹ thì anh chị về chị mài thêm, nhìn nó không ưng mắt thì mình mài thêm. Còn không để vậy xài cũng được rồi, rất là bén rồi nha anh chị. Thép không rỉ. Nên là khi anh chị mình xài ấy, thì mình rửa sạch, mình lau khô đi dùm em ha. Kỹ thì anh chị mình bỏ thêm dầu mỡ vô dùm em. Đó. Chỗ này nó hơi nhăm nhăm chút xíu ha. Do để bãi thì nó cũng là thép nên nó sẽ cũng có rỉ. Còn về anh chị mình xài thì mình bảo quản kỹ thêm dùm em một tí. Xài xong thì mình bôi dầu này kia. Hoặc là những cây mà nó chưa rỉ thì chưa có nhăm thì anh chị mình xài xong thì mình lau khô đi. Hoặc là anh chị mình xử lý cái phần nhựa đi ha, cho nó xài nhìn nó sáng đẹp. Đó ha. Bén, bén nha chị. Mã số 59 300, một cây kéo thép trắng không rỉ của hãng Senkichi. 60. 60 là một cây kéo ha, cây này hàng của Silky, bên ngoài nó phủ một lớp titan nha chị ha, rất là đẹp. Silky stainless nè. Chỗ này anh chị mình khi mà anh chị mình xài một thời gian, chị mình muốn mài lại thì mình mở ra. Cây này giá rất là cao nha chị ha, giá mới của nó tầm khoảng là 600.000 á. Em cũng khủng khiếp cực kỳ luôn. Thì cây này tình trạng còn đẹp, phủ lớp sơn còn nguyên nha chị ha, phủ lớp sơn còn nguyên. Đó, lưỡi là còn nguyên ha. Cây này về anh chị mình có thể dùng để mình cắt cái gì nhỏ nhỏ, hoặc là anh chị mình có làm bên thiết kế, hoặc là bên thiết kế, hoặc là anh chị mình làm những cái mô hình nhỏ nhỏ thì sử dụng cây này để mình cắt cũng được ha. Phủ một lớp bên ngoài là muốn titan nè. Lưỡi phun đầy đủ, còn rất là mới nha chị, chưa có xài gì ha. Rồi. Cây này dài tầm khoảng là 13.5 cm, mã số 60, 150. Rất là bén nha anh chị. Nghe cái tiếng của nó không thua gì những cái kéo lớn à. 60, 150, 61. 61 là một cây kéo ha. 61 cây kéo là thép không rỉ. Thì trên này có chữ nha anh chị. Và cây này đặc biệt là thép không rỉ, thép trắng không rỉ còn mới nè. Và cây này á, stainless không rỉ ha. Và cây này trên này nó có chữ nha anh chị. Cái này là kéo rời luôn, anh chị mình có thể mở ra thành hai mảnh. Mã 61 180. Cái này anh chị mình tỉa danh này kêu ok ha. Chiều dài cây kéo thép khung rỉ thép trắng là 14.5 cm. Anh chị mình gỡ này ra ha. Rồi cái phần lưỡi bên trong anh chị mình thấy nó rất là láng này. Chỗ này nó dính dơ cục dơ thôi. Đó, hết ha. Rồi. Bén anh chị. Chữ Nhật đây ha, chữ đây, anh chị mình đọc dùm em đọc cũng không ra được chữ này. Đó. Rồi. Lưỡi đẹp nha anh chị, lưỡi đẹp ha. Cái này không biết là anh chị mình cắt gì mình cắt. Có thể mình cắt tỉa bonsai cũng được, hoặc anh chị mình có thể mình cắt trong mà phần bên y tế mình cắt thuốc cũng được ha, cắt bao bì, cắt bọc cũng được. Chiều dài cái này tầm khoảng là 14 cm hơn ha, 14 cm hơn. Rồi mã số 61 108. Nó chốt rồi nên là anh chị mình mở ra mình bén này anh chị, rất là bén nha. Đó, ok ha. 61 108. 62. Em lên dòng kéo con cá ha. Thì những dòng kéo con cá này dành cho anh chị mình làm bên tiệm cắm hoa, hoặc là gia đình anh chị mình có hai cắm hoa cúng 30, cúng rằm 15 gì đó, thì anh chị mình có thể sử dụng những cây kéo này để anh chị mình tỉa hoa, mình cắt cành bên dưới để mình cắm vô bình bông. Chiều dài cái kéo này là kéo thép trắng không rỉ ha anh chị, cái chữ Nhật đầy đủ này, dòng là dòng thép trắng không rỉ. Lưỡi kéo đây nha anh chị ha, đây phần lưỡi kéo giùm em. Rồi, thép không rỉ ha. Chiều dài cây này là 16.5 cm, mã số 62 160. Cây này thì anh chị mình có thể về mình mài thêm cái phần trên giùm em một chút xíu, còn để vậy mình xài cũng được. Phần dưới rất là bén rồi, phần trên này do nó bị gắn khúc xíu chỗ này thôi, còn mình chị mình xài vẫn bình thường. Mã số 62 160. 63 em lên một cây kéo con cá ha. Dòng này là dòng giống như dòng của dòng này rất là xịn nha chị ha. Kéo con cá cây này chốt rời nè, chốt đồng rồi ha, rất là hiếm gặp chốt rời. Anh chị mình có thể mở này ra để mà anh chị mình sửa hoặc là anh chị mình mài. Chữ Nhật đầy đủ, chữ Nhật đầy đủ nha chị. Cây này lưỡi phun đầy đủ ha. Cái này nó cái vết nhăn nhăn đen đen chút xíu thôi, còn lại anh chị mình nhìn thấy nè, cái phần lưỡi nó phun đầy đủ nha chị ha.
full đầy đủ khít. Chỗ này là ốc đồng. Ốc đồng rồi, những cây này rất là xịn. Thì á, một cái kéo anh chị mình nhìn tổng thể ha, nhìn tổng thể vô lưỡi chữ, nhìn vô dáng và nhìn vô cái phần chốt của nó làm. Và cái phần rãnh hô lâu nữa để mình đánh giá một cái kéo. Và cũng biết những thông tin này thì mình cũng phải tìm hiểu ha, thì phải tìm hiểu rồi mình cũng phải đi so sánh này kia. Rồi chiều dài cây này là 17 xăng, mã số 60 63 200 ha. Bén nha chị, bén nha. 63 200 một cây kéo bướm. À một cây kéo hoa cá ha, cắt cắt cành tỉa hoa cắm hoa. 64. Em lên một cây đục, một cây đục dũng ha, 64 cây này hàng đẹp anh chị. Lưỡi đẹp nè. Đó, cây này là dáng cong nè. Cây này trình cho anh chị mình làm trong bonsai. Đây là phần chốt ở trên anh chị ăn, đó phần chốt ở trên. Nó có hơi sụt sịt cái phần khâu một tí. Đẹp nha anh chị. Đây. Phần lưỡi nha anh chị. Bén nha, bén đẹp. Láng không có bị rỗ rỉ hai lớp thép. Chiều dài cây đục dũng này là 21 xăng. 21 xăng nha chị. Phần lưỡi đục cái này nó cong tầm khoảng là một góc. Nó tầm khoảng là 60 độ. Tầm phải lên tới 75 60 độ ha. Rồi. Chiều dài cái này tầm khoảng lưỡi sử dụng là 1 phân rưỡi nha chị, 1 phân rưỡi ha. Mã số 64 208. 65. 65 là một cây cào rễ. 100. Cây này thép khung rỉ, trên này có logo chữ nè, có logo nha chị, thép khung rỉ. Logo bông hoa tulip cái gì đấy. Có logo bông hoa anh chị. Rồi, cây này dày anh chị, cây này dày, một cây cào rễ. Cào rễ cào cỏ 65 100. Phần thân thì do để bãi có những vết cấn thì nhân chị ăn, còn phần này vết dơ thôi. Về nó rửa rửa sẽ bông qua nó vết bụi đi. Ba chân ăn. Cái này dày tầm khoảng là 2 ly ha, hơn 2 ly. Chiều dài phần là 20 khoảng 26 cm. Chiều dài phần cây, chiều dài phần cây cầu rễ là 26 cm, 65 100. Rồi. Em lên một cây kẹp cạp xéo 66, cây này hàng của Trê Mắt, trên này có chữ đầy đủ không chị ạ? Đó. Cái này chị mình thấy cử còn hở cả khúc ha. Cây này hàng của Trê Mắt, có chữ này, dưới này có chữ Sige này, ở trên là chữ gì ha. Rồi chữ Nhật đấy, Trê Mắt anh chị ha, trên này có dòng. Cây này thì nó có hở sáng chút xíu nha anh chị ha. Cây này có hở sáng chút xíu thì anh chị mình cử nó còn hở. Nên là về anh chị mình dũa thêm cái phần lưỡi một chút giùm em. Đây ha. Rồi. Da dẻ láng mịn đằng sau cũng mang láng rồi anh chị ăn, mình thấy là nó có đan như nhau một tí này, nên là khi về anh chị mình xài, anh chị mình dũa đi một tí, anh chị mình mài cái phần lưỡi đi một tí, cái phần mà cử này nó còn khúc hở nên là anh chị mình có thể mình mài bình thường ha. Cây này rất là bén anh chị, hàng của Trê Mắt Nhật Bản đó, hàng rèn thủ công ha. Rồi chiều dài cái cặp xéo này là 20.5 xăng, mã số 66 550. 67. Em qua một cây tỉa dăm thép trắng không rỉ. Cây này là trong lô hàng mới chưa xài và nó cũng chưa có đóng chữ nha chị. 67 thép trắng. Thép trắng ha. Em chị nhìn thấy là cái đường lưỡi của nó là zin nguyên chưa có xài ha. Đó. Mới nha chị. Rồi. Chiều dài cây tỉa dăm thép trắng không rỉ này là 18 xăng, mã số 67 108. 67 108. Đây ha, cắt lịch ok anh chị ha, 67 108. 68. Cây này size lớn hơn nha anh chị ha, cây này cũng là thép trắng không rỉ. Cây này cũng trong lô hàng chưa có xài, chưa có xuất xưởng nên là chưa có đóng chữ nha anh chị. Cây này cũng thép trắng nha, anh chị nhìn thấy cái phần tán là thấy nó còn zin nè, không có bị đóng gì nhiều, không có vết đóng mà kiểu như đóng mà đóng thợ nó khác mình đóng à, vết đóng của thợ nó cũng khác vết mình đóng. Đây ha. Cây này thì nó có bị cấn trên này chút xíu nha chị ha, do để bãi mà nó có cấn trên này chút xíu. Rồi
bén nha anh chị, không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Rồi mã số 68 300, chiều dài cái kéo tỉa dăm này là 20.5 cm, 68 300, rất là bén nha anh chị ha. Anh chị mình thấy nó có bị cắn một chút xíu nhưng mà anh chị mình thấy cắt nó vẫn ngọt. 68 300. 69, em lên một cây kéo bướm cắt rễ, cây này rất là dày dặn, tình trạng nó còn mới đẹp nha chị, tình trạng còn rất là mới ha, lưỡi rất là dày, cây này chuyên để anh chị mình cắt rễ hoặc anh chị mình cắt cành lớn, ok ha, chữ nghĩa đầy đủ. Cây này dáng rất đặc biệt, nhìn cái dáng của nó rất là có lực, cái dáng dài thì giống như nguyên tắc đòn bẩy thì nó sẽ tiết kiệm được sức của anh chị mình hơn, và anh chị mình khi mình cắt những cành lớn thì nó sẽ nhẹ hơn ha, so với anh chị mình xài những cái cây kéo mà cái cán nó ngắn thì nó cái đòn bẩy nó ngắn ha, nó mất nhiều lực hơn. Chiều dài cây này là 21.5 cm anh chị, 21.5 cm ha. Mã số 69 350, lưỡi đẹp nha anh chị, cây này hai lớp thép và anh chị mình thấy cái đường này, đường lưỡi ra tới ngoài luôn ha, cái đường lưỡi ra tới ngoài luôn nè, hai lớp thép ha, lớp trong là lớp lưỡi thép cứng, là anh chị mình xài mình mòn hết gần hết cây kéo luôn đó. Cây này khít nguyên đẹp nha chị, khi mà anh chị mình cắt cây kéo ha, nó sẽ có một cái độ khít, cái lưỡi nó mít cho nhau này. Ha. Mã số 69 giá là 350, bén nha chị, tại vì những cây này tình trạng nó rất là mới. 50 69 70, 70 em lên một cây kéo cắt cành ha, 70 370, tình trạng cái kéo này chiều dài tầm khoảng là 20 cm, cây kéo này nha anh chị ha, trên này dưới này thì bên em sơn cái lớp sơn màu đen để nó kháng rỉ, còn ốc là chị ha. Rồi cây này lưỡi còn rất là đầy đủ nha chị, lưỡi rất là đầy đủ ha, đó zin hết như anh chị ha, bên em không có mài gì phần này, phần này cái phần vết xước zin xuất xưởng nè, đẹp nha chị, chữ nhật đầy đủ nè, một chữ hai chữ, da dẻ láng mịn năng. Rồi mã số 70 giá là 370, bén nha chị, cắt lịch ok ha, 70 370. 71 em lên một cây kéo dài ha, cây kéo này chắc tầm 23 cm, 870, cây kéo này dáng chị thấy hai cái bả vai nhìn ha, hai cái bả vai nhìn nó khác nhau nè, đó lưỡi đẹp nha chị, anh chị mình nhìn thấy cái kéo nè, lưỡi là gần như là full đầy đủ hết luôn nè, lưỡi full luôn ha, của hãng Hisa, của hãng Yia Hisa, chốt đồng tròn nha chị ha, chốt đồng tròn cây này rất là xịn. Chiều dài cây kéo cắt cành này là 22.5 cm. Rồi anh chị mình nhìn thấy ha, cái phần mụn đằng sau này là cái phần mụn nổi thôi, anh chị mình đánh bóng thêm bằng giấy nhám nước cho em là nó sẽ sáng cái mặt dưới này ha, đó. Rồi lưỡi là full nè, lưỡi anh chị mình thấy full ha, vết xoay xuất xưởng rõ ràng Hiya Hisa, lưỡi cắt bự nha chị, cây này anh chị mình tỉa cành lớn ha. Mã số 72 71 ha, 71 giá là 870, ok anh chị, 71 ha. Ok ha, tại vì nhiều khi nó ngược tay, lưỡi là đã bén rồi nha chị, lưỡi là bén, rất là bén rồi, nhiều khi nó to em cầm không hết cái tay. Nó còn có 3 viên anh chị ha, nhưng mà cây này rất là bự, rất là bén, lưỡi là đã khít rồi, anh chị mình thấy cái lưỡi nó khít nè, đẹp. Rồi chiều dài cây này là gần 23 cm anh chị ha, gần 23 cm, gần 23 cm anh chị ha, tính ra nó tầm 23 cm rồi. Rồi mã số 71 870 ha. 72
em lên một cặp ăn, một cặp của hãng Masakuni, một cặp kìm cắt kẽm và một cây cặp xéo của hãng Masakuni, mã số 72. 72 anh chị ăn, anh chị nào cây này thì cặp này dành cho anh em thợ thôi. Cặp này thì anh dành cho anh em thợ. Cây này thì anh chị mình xài cũng được nè. Đó, cây này thì anh chị mình mua về mình xài cũng được rồi. Anh chị mình làm bonsai làm kiểng anh chị mình mua về mình xài cũng được. Chiều dài cây này tầm khoảng là 20 xăng ha. Cây này chiều dài tầm khoảng là 20 xăng. Đây, 20 xăng anh chị ha. Rồi. Cây này tình trạng còn mới đẹp nha anh chị. Có phần nước sơn thì nó hơi bị chóc sơn một tí thôi. Masakuni. Lưỡi khít đàng hoàng nha anh chị, lưỡi khít đẹp đàng hoàng nha. Vết phay vẫn còn, bề mặt thì nó hơi ố ố nhăm nhăm một tí. Lưỡi khít đẹp nha anh chị. Masakuni. Những cây này chất thép của nó khác biệt ha. Đây. Cắt nước nào đi nước đó nha anh chị. Ok ha. Rồi. 20 xăng một cây cắt kẽm. Rồi, thứ hai là một cây cạp xéo ha. Một cây cạp xéo của Masakuni. Cây này cử cũng chưa có chạm này anh chị mình thấy ha. Cử chưa có chạm này ha. Masakuni dày dặn đàng hoàng. Rồi. Chiều dài cái cạp xéo này tầm khoảng là 21.5 xăng, 21.5 xăng anh chị. Rồi phần lưỡi anh chị mình thấy này, lưỡi cây này thẳng ha. Những cây này nó rất là dày, anh chị mình nhìn thấy các bạn nó rất là dày nè. Và cây này lưỡi thẳng. Thì á, cây này anh chị mình lái về, anh chị mình mua về ha, mình chỉnh cái lưỡi này lại chút xíu giùm em. Rồi anh chị mình thấy bên này thì nó hơi bị nhăm nhăm một tí nè. Rồi, em view kỹ cái đường lưỡi cho anh chị mình xem ha. Anh chị mình chỉnh cái đường lưỡi này lại giùm em một tí ha. Rồi, là được ha. Hoặc anh chị nào mà mình làm bonsai, anh chị mình làm kiện ở nhà mà mình rành mình có thể sửa được thì mình có thể mua về mình xài. Đây ha. Cây cặp xéo này dài 21.5 xăng là size cũng lớn rồi nha anh chị. Rất là dày, nhìn cái nó tự đóng nha. Đó, rất là dày ha, rất là chắc. Cây này là 2.2 xăng ha. Rồi em nó lên chốt hàng giùm em mã 72 ha, cặp này. Rồi chốt hàng thì anh chị mình cứ nhắn tin điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Em xin chân thành cảm ơn.